Các bạn ơi, bây giờ lại các bạn cùng với mình chăm sóc cái cây rau muống. Hôm bữa mình hướng dẫn các bạn trồng ở trong cái bình nhựa 5 lít nhá. Bây giờ cái từ hôm mình rắc cái này là hôm nay là của mình được 5 ngày đấy các bạn này. Là nó lên như thế này rồi đây này. Nó lên các bạn biết không, thì hôm bữa mình lấp lên rồi mưa thì những cái rễ là nó, đất nó cũng lại xoáy ra, nó chật những cái rễ trắng như này, các bạn thấy chưa? Nó chật cái rễ trắng này. Bây giờ mình sẽ phủ cho nó một lớp đất mỏng mỏng lên cho nó kín cái chỗ này để cho nó lên, để cho nó khỏi cái cây nó lên mạnh nhé các bạn. Đây này. Thì là cái đất lần trước mình hướng dẫn các bạn trộn để rắc rau này, bây giờ còn là mình lại lấy cho mình phủ nó lên nhá. Phủ nó lên, khi nào nó lên cao khoảng cỡ nhiêu đây thì bắt đầu là mình mới bón phân nhá các bạn. Thì cái đất này mình trộn nó cũng có cả phân rồi. Đây này. Nó còn bé, nó chưa ăn gì, tới phân là mình cho nhiều phân quá thì nó lại chết mất ấy. Mình chỉ cần cho cái đất mình hôm bữa mình trộn xong là mình rắc hạt. Bây giờ mình chỉ cần lấy cái đất này mình phủ lên thôi, đây này. Đấy, phủ một lớp mỏng lên cho nó kín những cái rễ nó chật lên thì thôi nhá. Đấy. Đấy, mình hướng dẫn các bạn cứ làm theo như này, dòng nó dễ lên lắm mà, nó lên rất chỉnh là thích. Cây nó không có tổn thương, nó không có trọt. Đơn giản lắm, không có gì đâu. Đấy, khi nào đấy mình rắc cái này cho nó kín cái rễ thôi. Xong rồi nó lên một cái, nó lên được cao khoảng bằng 10-15 phân là bắt đầu mình mới cho nó một ít phân đầu cá hoặc là phân cá vàng hoặc là phân gà nha các bạn. Các bạn cho cái lượng thật ít thôi chứ không có cho nhiều nhá. Cho nhiều là nó nóng là nó khi nó thối mất cái cây rau rồi nó ra chết rột. Mình cứ cho nó vừa vừa thôi, vì là cái lần đầu tiên mình rắc là cái đất này nó rất thường là tốt. Mình chỉ cần cái lứa đầu mình chỉ cần cho ít phân thôi nó cũng vẫn tốt các bạn ạ. Còn lứa sau mình mới trộn thêm đất mới phân nhiều nhiều một chút xong mình bồi thêm. Mình làm mà tăng sức đề kháng nên đó thế. Đấy, nó tí như thỏ, nó lên nó ầm thích lắm. Kín cái rễ làm cái là nó lên. Đây những cái cây này nó rễ nó thòi lên là nó nghiêng rồi này. Nó nghiêng nó ngả. Các bạn ơi, mình đã hướng dẫn các bạn là sau khi nó lên mình hướng dẫn các bạn là rắc đất cho nó. Khi nào mà các bạn cứ theo dõi video của mình nhá, mình sẽ hướng dẫn các bạn từ đầu đến cuối nhá. Là nó lên mình chăm bón đến lúc mình thu hoạch thì thôi, thì mình lên nào nó lên thì mình lại chỉ tiếp. Bây giờ mình lại khoe với các bạn cái vườn rau của nhà mình đây, vườn rau dền của nhà mình như này các bạn này. Đây cái rau dền lần trước mình bấm muộn nên mình mới bấm này, mới được qua nay là được 4 ngày mà nay nó lên này các bạn này. Các bạn thấy nó lên bắt đầu lên nhánh này. Đấy. Bấm đường cái xong cho chút phần đầu cá vào, thấy làm này nó lên này. Nó lên chả mấy là có vườn rau tốt cũng được các bạn. Đấy. Thế này là cái chỗ này là mình trồng thừa cây á, hồ hoa mình lại trồng một cây cho nó leo lên cái giàn này. Thế là sờ lúc nào cũng có rau ăn. Còn đây là cái cây đu đủ này các bạn này. Đấy, đu đủ của nhà mình. Các bạn thấy nó có ngoan không? Đấy. Quả từ dưới từ đây nó lên. Mà giờ nó vẫn cứ ra hoa, cứ lên đến đầu nó ra hoa ra quả này. Đến đấy giờ chỗ này là phải hơn 1 mét quả này các bạn. Đấy. Thích chưa? Đấy quả này này. Quả dài này mà nó đặc, ngon lắm. Bây giờ mình sẽ thu hoạch cái quả này đi. Còn thịt thì quả này chín rồi. Nó chín cây ăn nó ngon. Đấy. Quả này chưa? Đây cũng được quả. Quả này chắc chỉ ký thôi các bạn.
bây giờ mình lại khoe với các bạn đây, còn cái dàn này là trên này dần mướp thì mình bắt đầu ra trái này các bạn này đấy, còn này trái nó cái quá trời này. Bắt đầu đang ra trái thì mình lại cho cái dây kia mình cho leo nóc nhà. Cái chỗ này không bữa bí thì thu hoạch rồi, còn nó bắt đầu lại ra lứa sau các bạn này. Ra lứa sau nó lại đang rất là sai. Đấy, mình còn là mướp mình cho leo lên tận trên nóc nhà luôn vì sợ là cái giàn này cả bí cả mướp này nó ốm quá thì nó rau rẻ nó không lên được, thế là mình cho leo bớt lên trên nóc nhà. Đi. Cái này là rau muống này, này các bạn này đấy. Rau muống của nhà mình này, còn bữa này là mình cứ ăn thì mình cứ cứ hái chứ mình không cắt đâu hết đấy các bạn ạ. Nếu mà nó ra đến lứa thứ năm thứ sáu rồi nhà mình chỉ hái thôi, chứ mình không cắt nó lên lâu lắm. Mình hái như này mình ngắt những cái ngọn như những cái ngọn bé nó lên rất là nhanh, thế mình cắt một cái vô tình nó châm nó tẩy hết những ngọn bé nó lên chậm, thế là mình cứ đến đâu là mình hái là nó lúc nào là cũng có tốt như này, lúc nào có rau ăn. Tôi thích này mai cái hàng kia, ngày mai cái hàng rau muống kia nó lên, ngày mai này kia vườn rau rẻ này nó tốt lên, không ở trên này bí thì nó lõ xuống này, bí mướp thì lõ quả xuống này, góc kia cây đu đủ này, góc này cây đu đủ này, vùng quanh này đấy, rau muống rồi rau rẻ, hồng hoa nó leo này, nguyên một cái khu này nó có khoảng mấy chục mét vuông này không nhờ, trái cây là nhìn là lã tã hết rồi, trái cây ở trên này xuống rủ xuống này rau rất chỉ là nhiều bội thu luôn đấy. Đây chỗ này đang trồng cây tiếp cây đu đủ nữa này các bạn này. Nó lên rất đẹp. Các bạn ơi, thì nãy giờ mình hướng dẫn các bạn rắc đất vào cho cái cây rau muống nó mới lên rồi. Đây mình hướng dẫn mình khoe cho các bạn cái vườn nhỏ nhỏ nhà mình trên này rồi. Thôi giờ mình kết thúc video nha. Xin chào các bạn nhé.